Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy mạnh quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Hà Nội sẽ phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận, đồng thời xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô nhằm tăng quỹ đất ở đô thị và công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị, quản lý chặt chẽ phát triển nhà cao tầng được chú trọng phát triển. Đặc biệt đối với không gian đô thị thủ đô, sông Hồng được định vị là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông. Cùng với đó, Hà Nội cần tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân, Nội Bài, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng. Ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ, vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua các mối liên kết đô thị nông thôn và quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn đảm bảo theo hướng hài hòa gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị, khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên, hành lang xanh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Hiện nay luật nhà ở sửa đổi vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện với việc lấy ý kiến từ các bộ ngành liên quan. Trong những nội dung mới của dự thảo luật, những thay đổi về quy định liên quan đến nhà ở xã hội được chú trọng hơn cả. Đặc biệt, dự thảo luật bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Chỉnh lý, làm rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, hình thức phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, ưu đãi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn đầu tư công. Quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Vì vậy, dự thảo luật nhà ở mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, được thuê, thuê mua, mua với các tiêu chí đơn giản, dễ nhận biết, giảm tối đa các yêu cầu về giấy tờ thủ tục hành chính như tình trạng chỗ ở, mức thu nhập là rất cần thiết và phù hợp với thực tế hiện nay. Cũng liên quan đến nhà ở xã hội, thưa quý vị, những tưởng gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng sẽ ngay lập tức giải tỏa cơn khát dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên cả nước. Tuy nhiên, sau 3 tháng triển khai, hiện mới chỉ có 10 địa phương công bố danh mục 23 dự án đủ điều kiện. Rõ ràng có những nút thắt đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn hộ này đã và sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Dự án này gồm 16 tòa chung cư nằm ở vị trí có tới 4 khu công nghiệp xung quanh, với hơn 170.000 công nhân. Nhà xây đã gần xong, nhưng giờ ngân hàng có cho vay, chủ đầu tư cũng không dám vay, dù đủ điều kiện để tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ. Lý do, ở thời điểm hiện tại, chỉ có 544 đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định để có thể mua được những căn hộ như thế này. Như vậy, sẽ có tới hơn 90% số căn hộ xây rồi mà không tìm được người để bán. Với một cái dự án chúng tôi, nếu mà tính cái tốc độ bán hàng như thế này, một năm chúng tôi bán chỉ được có khoảng hơn 400 căn hộ. Mà với cái dự án là 7.000 căn hộ này, nếu mà tính trung bình ra là gần 25 mới bán hết. Thế thì lấy tiền đâu để trả cho cái tiền lãi để cho ngân hàng. Nhìn rộng ra toàn tỉnh Bắc Giang, có tới 13 dự án tương tự, nhưng không đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn này bởi chính sách còn nhiều yếu tố trói buộc. Cách sửa việc này là nên quy định ai đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì tiến hành đăng ký sớm, tránh tình trạng dự án cứ chờ đợi, người đạt tiêu chuẩn mua trong vô vọng. Hiện nay, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh cùng hầu hết các địa phương của cả nước đều kiến nghị phải có chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi tốt hơn cho người mua nhà. Thời gian cho vay cần dài hơn từ 8 đến 10 năm, đồng thời mở rộng các điều kiện tiếp cận từ nhiều hướng. Chưa hết, quy định cho vay giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội, giống chuyện con kiến chạy quanh miệng bát cũng phải sửa đổi. Cụ thể, quy định phải có mặt bằng sạch mới được vay vốn, nhưng doanh nghiệp muốn vay vốn giải phóng mặt bằng thì lại không được. Trong quy định về vay vốn ấy, thì phải yêu cầu là phải có giải mặt bằng xong toàn bộ dự án thì mới được vay vốn. Thì trong cái đó thì những cái dự án mà hoàn thành 100% ấy, thì hầu như là không có. Thì dự án nào cũng sẽ có vướng mắc một vài điểm. Về thủ tục hồ sơ, nếu là nhà ở thương mại, chỉ định giá đất xong là doanh nghiệp có thể nộp tiền sử dụng đất. Nhưng với nhà ở xã hội, cần phải có hội đồng xác định tiền miễn sử dụng đất là bao nhiêu. Cái này mất rất nhiều thời gian. Cho đến hiện nay thì chúng tôi chưa nhận được một cái hướng dẫn nào tiếp theo rằng là phải làm gì, phải gặp ai để triển khai cái việc này. Thì chúng tôi cũng suy nghĩ là tại sao cái gói 120.000 tỷ này không xây dựng cho nó một nền tảng số.
thì mọi thông tin nó công khai minh bạch. Doanh nghiệp khi thuộc nhóm nhà ở xã hội, anh cứ nộp hồ sơ theo đúng, nộp hồ sơ điện tử theo đúng cái quy định. Không công khai hướng dẫn các thủ tục trên nền tảng số trong thời đại số đã là bất hợp lý. Nhiều nguồn tin cho hay hiện các ngân hàng mới đang dừng lại ở mức tiếp nhận thông tin, nên các doanh nghiệp chưa nhận được bất cứ hướng dẫn nào dưới bất kỳ hình thức thông báo nào về phương thức tiếp cận vốn. Chính sách chỉ cần thay đổi một bước nhỏ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả to lớn, tức là các yếu tố, điều kiện và thủ tục xoay quanh tất cả các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên cả nước đều nên cải tiến theo hướng mở, thậm chí cần phải nới lỏng hơn, minh bạch hơn để người dân và doanh nghiệp thật sự dễ dàng trong triển khai và thụ hưởng chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội theo quyết sách nhân văn của Chính phủ. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê, trong vòng 5 năm trở lại đây, biên độ giá nhà đất tại một số quận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông có xu hướng tăng cao. Đơn cử tại Hà Đông, giá biệt thự trung bình từ 72 triệu đồng một mét vuông tăng lên 149 triệu đồng một mét vuông, tăng trung bình 20,1% mỗi năm. Giá nhà mặt phố từ 116 triệu đồng một mét vuông tăng lên 185 triệu đồng một mét vuông, tăng trung bình 10,2% một năm. Tại quận Thanh Xuân, giá biệt thự tăng từ 126 triệu đồng một mét vuông lên 240 triệu đồng một mét vuông, nhà mặt phố từ 191 triệu đồng một mét vuông lên 282 triệu đồng một mét vuông, mức tăng chạm ngưỡng 70 đến 90% trong vòng 5 năm. Với mức tăng giá như vậy, việc rất ít giao dịch thành công là điều không thể tránh khỏi. Giá nhà đã ở ngưỡng quá cao ngoài tầm với của đại bộ phận người dân. Do vậy, để thúc đẩy thị trường lưu thông cần phải có các cơ chế, phương án giảm giá nhà đất tiệm cận hơn với giá trị thực. Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố này để triển khai thực hiện nghị quyết, công văn của Chính phủ về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn bền vững. Theo đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm lập danh mục các dự án nhà ở bất động sản trên địa bàn, đẩy mạnh việc rà soát, phân loại xử lý các dự án đang có vướng mắc pháp lý phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường, rà soát tổng hợp các dự án nhà ở thương mại chưa bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đẩy mạnh công bố công khai minh bạch các thông tin hoạt động sàn giao dịch bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở, hình thành trong tương lai và dự án được phép chuyển nhượng, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng bản chất tình hình, tránh các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu. Theo đó, ngày 28 tháng 7, Novaland phải thanh toán hơn 7,92 tỷ đồng tiền lãi và 135,6 tỷ đồng tiền gốc đối với lô trái phiếu phát hành vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 và đáo hạn vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, Novaland mới thanh toán được tiền gốc gần 744 triệu đồng. Nguyên nhân được đưa ra là do công ty chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán. Bên cạnh lô trái phiếu này, Novaland cũng chưa thể thu xếp nguồn thanh toán lãi cho lô trái phiếu phát hành ngày 22 tháng 7 năm 2020 và đáo hạn vào ngày 22 tháng 7 năm 2023 với số tiền nợ gần 25 tỷ đồng. Về hoạt động cơ cấu nợ 6 tháng cuối năm, đại diện của Novaland cho biết doanh nghiệp tiếp tục thương lượng với các bên vay và trái chủ nhằm gia hạn thanh toán gốc lãi bằng tài sản khác. Chính quyền Trung Quốc đang xem xét nới lỏng các hạn chế về tiếp cận vốn cho những người có lịch sử vay ngân hàng để giao dịch bất động sản tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. Tại Trung Quốc, quy định những năm trước đây, những người từng vay vốn mua bất động sản dù đã hoàn tất trả nợ hay không sẽ bị xếp vào diện những người mua căn nhà thứ hai và chịu nhiều quy định rất khắt khe. Nghĩa là tất cả những ai từng có giao dịch bất động sản trong quá khứ nhưng hiện không sở hữu bất cứ bất động sản nào thì khi mua bất động sản tiếp theo sẽ vẫn bị tính là người mua căn nhà thứ hai. Ví dụ tại Bắc Kinh, người mua nhà lần thứ hai cần trả trước 80% giá trị tài sản so với mức 40% đối với người mua lần đầu. Đây là chính sách nhằm hạn chế thị trường bất động sản tăng nóng những năm trước đây. Tại các thành phố nhỏ, số tiền đặt cọc này tuy thấp hơn Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng vẫn bị cho là cao và hạn chế kích cầu bất động sản.
Điều này đã kìm hãm sự phát triển của thị trường bất động sản vốn chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc một cách nặng nề. Có thời điểm giao dịch tụt xuống mức âm và nếu có phục hồi thì cũng rất thấp và không ổn định. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán bất động sản tháng 6 năm nay giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 5 vừa qua, doanh số mới giảm ở mức 19,7%. Trước tình hình này, nhiều chính quyền địa phương ở các thành phố nhỏ đã quyết định nới lỏng chính sách đặt cọc khi mua nhà. Trên trang web chính thức của Ngân hàng Trung ương Trung Hoa công bố, chính phủ sẽ cho phép giảm đặt cọc mua nhà đối với chủ sở hữu căn nhà đầu tiên từ 25% xuống còn 20%. Đối với người mua căn nhà thứ hai trở lên, tiền đặt cọc từ 40% giảm xuống còn 30%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cơ bản cho vay 5 năm với các khoản thế chấp mua nhà từ 4,3% xuống 4,2% vào tháng 6. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần phải giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa để thúc đẩy thị trường nhà ở. Được biết, năm 2022, chính phủ Trung Quốc vạch ra 16 biện pháp lớn để cứu ngành bất động sản đang chìm sâu trong khủng hoảng. Theo đó, đối với người mua nhà với mục đích để ở, trong điều kiện lãi suất tín dụng leo thang, áp dụng mức lãi suất trần để khi người mua nhà tiếp cận các khoản vay sẽ giảm thiểu rủi ro phải đối mặt. Trong kế hoạch giải cứu này, những khoản vay ngân hàng và vay quỹ ủy thác của doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong 6 tháng tới sẽ được gia hạn thêm 1 năm. Nợ trái phiếu của những công ty địa ốc cũng có thể được gia hạn hoặc hoán đổi qua đàm phán. Đến đây thì thời lượng của bản tin ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.